Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục với tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, vừa qua, nông dân huyện Vĩnh Sương, Trùng Khánh tiến hành tự cứu cánh đồng lúa bị lũ cuốn trôi. Kể từ hôm thứ Ba, huyện Rong Trang ở Trùng Khánh hứng chịu mưa bão liên tục, 18 thị trấn và 186 ngôi làng ở 20 thị trấn trong huyện bị ảnh hưởng. Dân số 450.000 người, diện tích hoa màu 24.000 ha, 120 ha bị mất mùa và 540 gia súc lớn chết. 2.800 con gia cầm, 2017 ngôi nhà bị sập do mưa lớn, thiệt hại kinh tế trực tiếp của huyện là 36 triệu nhân dân tệ, trong đó có 13 triệu nhân dân tệ thiệt hại với nông nghiệp. Chiều nay, Văn phòng Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán Trùng Khánh cho biết về tình hình lũ lụt mới nhất của thành phố, tính đến 16 giờ chiều nay, trận mưa lớn ở Trùng Khánh đã khiến 6,43 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 42 người thiệt mạng, 12 người mất tích và thiệt hại kinh tế trực tiếp vượt quá 2,6 tỷ nhân dân tệ. Hôm nay, Trùng Khánh trời vẫn mưa, hiện tại hơn 400 thị trấn và hơn 6 triệu người ở 33 quận, huyện trực thuộc thành phố Trùng Khánh đã bị ảnh hưởng bởi mưa và lũ lụt. Trong đó, có 42 người chết và 12 người mất tích, 92.000 hecta hoa màu bị hư hại và gần 2.000 đàn gia súc lớn bị chết. Được biết, mưa lũ đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 2,6 tỷ nhân dân tệ ở Trùng Khánh. Trong đợt mưa này, hơn 700 km nền đường bị hư hỏng, 56,25 km đường dây tải điện bị hư hỏng, 17 km đường dây thông tin liên lạc bị hư hỏng, gây bất tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân thành phố. Do thiệt hại lớn do mưa lớn và lũ lụt ở Trùng Khánh lần này, các vật tư và thiết bị khẩn cấp hiện có của thành phố không còn có thể đáp ứng nhu cầu cứu trợ lũ lụt quy mô lớn hiện tại trong thành phố. Theo báo cáo, Văn phòng Tổng cục Quốc phòng đã ngay lập tức phân bổ 50 thuyền, 50 hộp dầu động cơ đặc biệt và 100 thuyền cao su từ kho hán khẩu của Ủy ban Phòng chống lũ lụt Trung ương sông Dương Tử. Sau khi nhận được báo cáo, hàng trăm đoàn đã đến Trùng Khánh để hỗ trợ công tác chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở Trùng Khánh. Được biết, các vật liệu trên hiện đang được vận chuyển và sẽ đến Trùng Khánh vào sáng sớm ngày Chủ nhật. Kính thưa quý vị, chiều hôm thứ Năm trời mưa to, con sông Lương Đàm cạnh làng Lương Đàm Kiều, thị trấn Hội Long Bá, quận Hình Bài, thành phố Trùng Khánh đột nhiên nước dâng cao giống như một con mãnh thú cuồng nộ lao thẳng về phía ngôi làng bên bờ. Lý Minh Tố, 45 tuổi, sống bên sông Lương Đàm và lúc 12 giờ trưa hôm đó, bà phát hiện siêu thị ở tầng 1 nhà mình bắt đầu ngập nước. Cô cùng chồng Trương Nguyên Pin và con trai Trương Trung Cường ngay lập tức bắt đầu chuyển hàng hóa lên tầng 2. Thấy nước trong nhà ngày càng lớn, Lý Minh Tố mở cửa muốn xả một ít nước ra ngoài. Vừa mở cửa ra, lũ cuốn Lý Minh Tố ra ngoài. Ông cùng con trai là Trương Trung Cường đã nhìn thấy và nhanh tay kéo mẹ của mình trở lại. Gia đình ba người vội vã lên tầng 2. Cơn lũ hung dữ nhanh chóng nhấn chìm tầng 2, gia đình Lý Minh Tố nhanh chóng chuyển lên tầng 3. Trên ban công tầng 3, Lý Minh Tố phát hiện có rất nhiều người đang cúi mình trên mái nhà của một xưởng dệt cách đó không xa. Đây đều là hàng xóm và những người làm việc trong xưởng dệt. Nhìn xem, có ít nhất 30 người bò trên mái nhà, trong đó có một số trẻ em và bên dưới chúng là lũ lụt đang hoành hành. Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, gia đình hàng xóm và dân làng đang ở bên trên mái nhà vào thời điểm đó, cô vẫn còn sợ hãi. Gia đình Lưu Huệ thuê một căn nhà ven sông để mở xưởng dệt. Khoảng 3 giờ chiều hôm đó, cô đang ăn cơm cùng gia đình thì thấy nước sông đột ngột dâng nhanh, không lâu sau lũ lên và tràn vào nhà. Vì lo máy móc hàng hóa trong xưởng hư hỏng nên chị và gia đình không sơ tán kịp thời. Nhưng chỉ trong chốc lát, xung quanh là biển cả bao la, cả 11 người trong gia đình đều bị mắc kẹt trên mái nhà, còn đứa bé 2 tuổi thì sợ hãi khóc lớn. Cùng lúc đó, cô nhìn thấy những người hàng xóm Cam Tiểu Đình, Lý Văn Tài và những người khác cũng bị mắc kẹt trên mái nhà. Lý Minh Tố không khỏi chết lặng khi chứng kiến cảnh một người chật vật di chuyển trên mái ngói và từng ngôi nhà đổ sập xuống. Như có một cơn giông bão lướt qua và Lý Minh Sư tỉnh táo lại, cô hét lên: "Đừng lo lắng về những hàng hóa này, điều quan trọng nhất là cứu mạng." Lý Minh Sư yêu cầu chồng và con trai của cô từ bỏ hơn 80.000 nhân dân tệ hàng hóa và chuyên tâm cứu người. "Mau tới chỗ chúng tôi, ở đây an toàn hơn." Lý Minh Tố tuy có hét đến cổ họng,
thanh âm của cô vẫn chìm trong mưa bão cùng sấm sét. Mau vẫy tay với họ, họ có thể nhìn thấy. Gia đình của Lý Minh Tố bắt đầu vẫy tay với đám đông trên mái nhà. Cuối cùng, những người trong cơn tuyệt vọng đã nhìn thấy Lý Minh Tố và hơn 30 người đã bò dọc theo mái nhà trèo lên nhà Lý Minh Tố. Thấy sắp đến nơi, những vấn đề mới lại xuất hiện vì khoảng cách giữa Vương Tiểu Luân và nhà bên cạnh của Lý Minh Tố là hơn 2 mét nên mọi người bị mắc kẹt trên mái nhà của Vương Tiểu Luân và không thể đi qua. Đặt thang ở nhà, Lý Minh Tố yêu cầu con trai nhanh chóng lấy thang ra khỏi nhà và đặt nó trên ban công. Bà cố định đầu thang bằng một sợi dây và chồng bà Trương Nguyên Pin đỡ thang một cách chắc chắn. Mọi người bắt đầu đi dọc theo cái thang và leo lên nhà của Lý Minh Tố. Thời gian trôi qua từng phút, từng giây, dưới sự chỉ huy của Lý Minh Tố, người già, trẻ em, phụ nữ và đàn ông lần lượt bò qua. Trường Trung Cường đếm họ, khi đưa họ lên có 32 người, trong đó có 6 người già và 2 trẻ em khoảng 2 tuổi. Chưa đầy 10 phút sau khi người cuối cùng trèo qua, ngôi nhà của gia đình anh Vương Tiểu Luân đã đổ sập và biến mất trong cơn lũ cuốn chỉ trong tích tắc. Ngay khi mọi người vẫn còn đang bị sốc, con trai của Lý Minh Tố là Trương Trung Cường đã ngã quỵ xuống đất vì quá căng thẳng và mệt mỏi. Lũ vẫn đang đập vào tòa nhà của Lý Minh Tố, hầu hết 32 người đều đã tuyệt vọng. Hết người này đến người khác khóc than. Thấy vậy, Công Lý vội an ủi mọi người. Đừng sợ, nhà của chúng ta nhất định sẽ không sập đâu. Chúng tôi là công nhân xây dựng, chỉ cần chúng ta không bị nước cuốn trôi, chính phủ nhất định sẽ tới cứu. Và với sự thuyết phục của cô, tâm trạng của dân làng dần ổn định. Nói là vậy, nhưng nhìn cả lũ uy hiếp, cô Lý không biết phải làm sao trong trường hợp nhà bị cuốn. Chúng ta phải tìm cách tự cứu mình. Cô Lý đầu tiên nghĩ rằng khi sửa nhà vẫn còn một số ống thép, những đường ống này có đường kính gần 10cm và chúng có thể được kết nối với tòa nhà ở phía đối diện của con đường sẽ an toàn. Nhưng khi mọi người cuối cùng đã kết nối các đường ống lại với nhau, họ nhận ra rằng các ống thép quá nặng để có thể nâng lên được. Khi kế hoạch thất bại, một kế hoạch khác đã lóe ra trong đầu cô. Cô nghĩ rằng có rất nhiều thùng dầu nhựa chất đống trên tầng 3 khi cô ấy mở siêu thị ở nhà. Vì vậy, cô ấy vội vàng chuyển những chiếc thùng này ra ngoài, đồng thời tìm thấy một chiếc lốp xe lớn và một vài mảnh gỗ. Mọi người buộc đồ đạc bằng dây thừng. Nếu lũ cuốn trôi tòa nhà, mọi người đều giữ thùng phi dầu, lốp xe và ván gỗ để ít nhất chúng không bị chìm. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó. Hơn 30 người chúng tôi bị bao vây chặt chẽ, mưa lớn, sấm sét và lũ lụt. Chúng tôi hoàn toàn ở trên một hòn đảo bị cô lập. Chúng tôi rất sợ hãi và hy vọng lực lượng cứu hộ sẽ đến sớm hơn. Mặc dù tôi rất sợ hãi khi nhìn lại, nhưng cô Lý đã rất kiên định vào thời điểm đó. Thấy trời tối dần, ông Lý huy động mọi người kêu cứu. Khi đó, Trường Vĩnh Hồng nghe thấy tiếng kêu cứu, lội xuống nước trong 20 phút và liên lạc với đội cứu hỏa. Chỉ sau 7 giờ, 5 lính cứu hỏa đã đến và giải cứu tổng cộng 35 người, bao gồm cả gia đình cô Lý đến nơi an toàn. Lần này, làng chúng tôi đã cứu được tổng cộng 57 người bị bao vây trong trận lụt. Riêng gia đình cô Lý đã cứu được 32 người. Hà Quốc Tác, bí thư làng Lương Đàm Kiều nói với các phóng viên. Quý vị thân mến, trận lũ lớn nhất của sông Dương Tử đã đạt đến thời kỳ quan trọng nhất trong công tác kiểm soát lũ quốc gia tại khu vực đập Tam Hiệp. Theo tin tức Nhật báo Trùng Khánh ngày hôm qua đưa tin, khi vành đai mưa di chuyển về phía đông, Khải Huyền, Vân Dương và Vô Tích đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Theo dữ liệu từ các trạm quan sát của Cục Thủy văn thành phố, từ 8 giờ sáng thứ Bảy đến 8 giờ sáng Chủ nhật vừa qua, lượng mưa trong 24 giờ của Khải Huyền, Vân Dương là trung tâm của trận mưa lớn, lượng mưa đã vượt quá 160mm. Trạm xe buýt Nam Môn Loan ở huyện Vô Tích bị ngập lụt, 23 thị trấn và 186.000 người bị ảnh hưởng. Cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc, điện và phát sóng bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Mưa lớn cũng đã khiến 18 thị trấn và 240.000 người ở huyện Vân Dương bị ảnh hưởng, 528 ngôi nhà bị sập, tổng cộng 150m tại 3 tuyến đường cấp tỉnh và cấp huyện và mặt đường bị sập, 180 con đường nông thôn bị sập. Ngoài ra, những cơn mưa xối xả đã đổ xuống huyện Cai sau 22 giờ đêm hôm thứ Bảy và trạm suối nước nóng sông Đông Lý ở huyện Cai đã xuất hiện mực nước đỉnh lũ vào lúc 7 giờ 18 phút sáng ngày Chủ nhật, vượt quá mực nước cảnh báo 0,77m. Theo thống kê tính đến 12 giờ trưa ngày Chủ nhật, 6,4644 triệu người ở 423 thị trấn thuộc 34 quận huyện của thành phố đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, 30.700 ngôi nhà bị sập do thiên tai.
42 người chết và 12 người mất tích, một số cây trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,703 tỷ nhân dân tệ. Trong đó thiệt hại về các cơ sở bảo tồn nước là 406 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị khán giả, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia Trung Quốc và Bộ Dân chính đưa tin vào lúc 19 giờ ngày hôm qua rằng mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng gần đây đã xảy ra ở Vân Nam và đã có 59 người thiệt mạng vì thảm họa này. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai 4 cấp, đồng thời cử một nhóm công tác do Phó Giám đốc Cục Cứu trợ thiên tai Park Chae-min dẫn đầu đến khu vực thiên tai. Từ 4 ngày qua, lũ lụt nghiêm trọng sạt lở đất và lở đá đã xảy ra tại tỉnh Vân Nam và Hồng Hà, Chiêu Thông, Lâm Thương, Đức Hồng, Phổ Nhĩ và những nơi khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tính đến nay, có 386.400 người bị ảnh hưởng do mưa lũ, 59 người chết, 8 người mất tích, 6.537 người phải di rời khẩn cấp, 4.016 nhà bị sập, 8.370 nhà bị hư hỏng, 15.560 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 178.000 ha bị mất trắng, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 132 triệu nhân dân tệ. Trong đó, thiệt hại kinh tế nông nghiệp là 65,16 triệu nhân dân tệ, thiên tai lũ lụt vẫn đang hoành hành. Sau lũ lụt, tỉnh ủy Vân Nam và chính quyền tỉnh rất lo lắng và 2 ngày trước đó, Phó Tổng Giám đốc điều hành La Chính Phủ đã dẫn đầu một nhóm công tác cứu trợ thiên tai đến khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất Bảo Sơn để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Ban dân vận các cấp khẩn trương chuyển người bị ảnh hưởng, phân phát hàng cứu trợ thiên tai, nỗ lực hết sức để đảm bảo an ninh, sinh hoạt cơ bản cho người dân bị ảnh hưởng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.